Đầu video chung chào các bạn nha. Sáng nay thứ hai thì tuần mới chúc các bạn công việc thuận lợi, buôn may bán đắt và thật nhiều sức khỏe nha. Sáng nay thì toàn bộ anh em lật chậu tròn 1m4 lên làm miệng. Thì cái chậu tròn 1m4 là chậu tròn con rồng với vôi văn cuốn thư đá. Thì đây là cái mẫu mới mà bên sở vừa hoàn thiện nha bạn. Thì anh em lật lên để cạo miệng, cạo cát, quét sạch sẽ để đem ra ngoài. Thì chậu này là cái chậu đế xây lớn nhất từ trước tới giờ thì bên cơ sở đã hoàn thiện nha bạn. Từ trước giờ thì làm chậu đế xây thì tới mét 2. Thì chậu mét 4 này thì khách hàng tại Sóc Trăng đã đặt nên là cơ sở làm và đáp ứng theo nhu cầu của khách hàng. Cạo cát cạo miệng đã xong và dùng cái bả lan để tiến hành nâng và đem chậu ra ngoài nha bạn. Thì chậu này rất là lớn nên là mấy anh em khiêng cũng không có nổi, rất là nặng nề. Nên là có cái bả lan để sử dụng và đem lên để lên cái chân đôn cho nó nhẹ nhàng. Chậu tròn 1m4 đã để lên chân đôn. Các bạn thấy chậu xây được là nhờ bên dưới cái phần đôn có thiết kế cái đường rãnh đặt đạn keo vô nên là cái chậu xây được. Thì chậu đưa lên xong thì mấy anh em cùng nhau ngắm nghía và góp ý để chỗ nào chưa có phù hợp thì làm hoàn thiện để mình bán và cung cấp cho khách hàng. Thì chậu này chiều cao nãy chung đo thì nó 90 và cái lọt lòng là 1m4, còn phủ bì thì 1m57 nha bạn. Thầy đang ngắm nghía và gá thử cái vôi văn mới. Thì do chậu nãy ban nãy đem ra có dính cát nên là cái chậu ướt thì không có quét cát sạch bằng cọ nên là chung phải dùng nước dội cho nó sạch. Thì dội sạch như thế thì khi nào cái chậu nó khô thì tiến hành mình sơn. Thì sau khi sơn lên các bạn sẽ phân biệt những cái họa tiết của cái hoa văn nha bạn. Thì cái chậu này thì nó có 3 mặt hoa văn cuốn thư đá chữ Đức và 3 cái mặt hoa văn con rồng. Thì các bạn thấy là cái hoa văn thì do chung quay cũng hơi xa nên là mình không có thấy cái hoa văn nó rõ nét như thế nào. Thì để khi cái chậu mà chung sơn hoàn thiện rồi
thì chúng sẽ quay cận cảnh từng chi tiết để các bạn xem cái hoa văn sắc nét đẹp. Thì các bạn thấy là chậu chung đã xây đó, xây vào một vòng các bạn xem. Ở trong đây thì anh Ân đang tiến hành hoàn thiện cái chậu vuông. Chậu vuông này thì có cái hoa văn là mai lan cúc trúc. Thì chậu này thì khách hàng ở Sóc Trăng đã đặt cơ sở làm, thì làm không có khui lỗ thoát nước để trồng sen, thả cá. Thì anh Ân đang tiến hành dùng dao vuốt miệng cho nó láng, cho nó vuông góc cạnh nữa là xong. Bên đây thì anh Còn và em Khang đang hoàn thiện những cái chậu năm nha bạn. Thì anh Còn thì đang cắt miệng cái phần chậu năm nữa là xong. Còn em Khang thì đang quay và đi hầu dầu cái chân năm. Thì chân và chậu năm thì hôm nay thì quay khoảng 2-3 bữa rồi, nhưng mà chưa có đủ số lượng. Nên là quay chừng nào đủ số lượng thì chúng có quay những cái mẫu chậu mới, thì chúng sẽ làm video mới hơn để cho các bạn xem nha. Cái mẫu dao chậu năm này thì bên cơ sở có cung cấp dao quay chậu, thì các bạn thấy ưng ý cái mẫu chậu này
Các bạn muốn mua khuôn thì liên hệ với Trung, số điện thoại của Trung thì để trên cái màn hình video nha. Đây là chậu giả gốc cây nha bạn. Thì chậu giả gốc cây này thì thời gian qua chúng cũng đã đăng cái video lên giới thiệu cái chậu rồi. Thì hôm nay thì cái chân đôn đã có nên là chúng để cái chậu lên cái phần chân đôn. Thì hôm nay thì cũng không có nhớ nữa nên là hôm nay nhớ thì quay video và giới thiệu cho các bạn. Thì cái chậu này có chiều cao là 77, kích thước miệng tính chiều dài nhất phủ bì là 1m1 nha bạn. Thì chậu này phù hợp trồng những dạng cây có cái bộ đế đẹp đó, hay là mình có thể là mình chơi hồ nông bộ với thả cá nha bạn. Thì cái mẫu chậu này Trung tự làm và đắp tay đó, không có dùng khuôn nha bạn, tự thiết kế. Thì các bạn thấy ưng ý cái mẫu chậu này, các bạn muốn làm các bạn cũng liên hệ với Trung thì Trung sẽ làm cũng như theo yêu cầu của các bạn. Thì video tới đây thì Trung cũng xin kết thúc nha. Thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các bạn làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống nha.